Hello Tuấn Nguyễn, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Đầu video, Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày mới có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, năm sắp hết, Tết sắp đến rồi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024. Tuấn Nguyễn tranh thủ về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, khu biệt thự cao cấp của phường Bửu Long của thành phố Biên Hòa. Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn những căn biệt thự cực kỳ đẹp ở đây. Thưa quý vị, khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là phường Bửu Long của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Khu vực này thì quý vị đi ra khu du lịch Bửu Long khoảng 700-800 mét thôi. Chúng ta đi vào trung tâm thành phố Biên Hòa 5 phút đi xe Honda. Và chúng ta đi ra thành phố Di An, Bình Dương khoảng 5-7 phút đến 10 phút. Hoặc chúng ta đi ra thành phố Linh Xuân, Thủ Đức, lên Phạm Văn Đồng, lên sân bay Tân Sơn Nhất, rất là gần, rất thuận tiện quý vị nhé. Và hôm nay Tuấn Nguyễn về đây. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một series biệt thự cực kỳ đẹp luôn. Đây quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây. Tất cả trong khu biệt thự này. Biệt thự ở đây thì rất đa dạng quý vị ạ. Đây quý vị nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây. Hàng trăm ngôi biệt thự ở khu vực này quý vị nhá, chưa bán được. Ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Quý vị nào đang có nhu cầu mua biệt thự, biệt thự liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, đấy, ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, giá cả thì dao động, diện tích lớn nhỏ khác nhau. Đấy, thấp nhất là 14-15 tỷ, cao nhất là lên tới 25-30 tỷ quý vị nhá. Khu vực thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, phường Bửu Long, trung tâm thành phố Biên Hòa đẹp lung linh như thế này. Và quý vị ơi, trước những căn biệt thự của chúng ta thì có một con kênh đẹp như thế này. Kênh này là kênh nước sạch quý vị nhá. Không phải nước thải, nước ô nhiễm, cho nên cá ở đây rất nhiều. Đấy, cá vẫn sinh sống được là quý vị biết là một con kênh rất là sạch sẽ, đúng không ạ? Đấy, có hàng rào và đèn như thế này, cây cảnh trồng ở trong, hoa cỏ rất là đẹp. Và đây là những tòa biệt thự của chúng ta quý vị này. Đó. Và xin thưa quý vị, ở đây là trục đường chính này, chúng ta đi ra đường Huỳnh Văn Nghệ, chúng ta đi thẳng lên là đi lên khu du lịch Bửu Long. Đấy. Đi qua Tân Uyên, thành phố mới Bình Dương cũng được. Chúng ta đi ngược quay lại thì chúng ta đi vào thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, trung tâm thành phố. Hết 5 phút đi xe thôi. Chúng ta đi qua thành phố Dĩ An, thành phố Linh Xuân, Thủ Đức, lên Phạm Văn Đồng, lên sân Tân Bay, Tân Sơn Nhất, rất thuận tiện. Quý vị nào đang cần mua những căn biệt thự như thế này. Đó, diện tích thì Tuấn Nguyễn thông báo cho quý vị là 200 trở lên quý vị nhá. Đấy, 150, 200. Đấy, đến 200, 300 mét quay lại. Ở đây đa dạng về kích thước, mẫu mã thì na ná giống nhau. Đấy, đa dạng về kích thước và tài chính. Đây quý vị nhìn con kênh rất là sạch, cá bơi tung tăng ở dưới này, quý vị thấy không? Đó, đây là ngã tư đường, quý vị thấy không? Tất cả ở đây toàn biệt thự cao cấp. Những cái căn biệt thự mà như thế này thì quý vị biết là do cái hệ lụy của dịch giả chiến tranh, đúng không ạ? Bây giờ nó mới đang còn hiện hữu ở đây mà rất ít những chủ nhân sử dụng. Đấy, nền kinh tế rất là suy thoái, khó khăn. Đấy, quý vị nhìn những căn biệt thự rất là đẹp. Phía trước chúng ta là Đại học Lạc Hồng quý vị nhá. Đấy, chúng ta đi ra đây là Đại học Lạc Hồng thì cách khoảng 3-40 mét thôi. Khu dân cư ngoài này thì rất là sầm uất. Đấy, buôn kinh doanh, buôn bán rất nhiều. Đây quý vị. Đây, quý vị nhìn đây. Rất là sầm uất đúng không ạ? Chúng ta về đây sinh sống, kinh doanh, buôn bán cũng như là nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Đây quý vị này. Ở đây thì trước mắt thì dân nó đang còn thưa thớt đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ gọi là an cư lạc nghiệp và nghỉ dưỡng ở đây thôi.
Còn về vấn đề kinh doanh buôn bán thì thôi, chúng ta hãy gác lại và để một thời gian sau đấy, nó phát triển rầm rộ lên cũng như là dân cư ở phun lên thì chúng ta hãy tính đến cái việc mà kinh doanh buôn bán, đúng không quý vị? Ở đây thì biệt thự thô cũng có, biệt thự hoàn thiện cũng có quý vị nhá, rất là nhiều. Đây. Đấy, quý vị nhìn cực kỳ nhiều luôn. Quý vị nào đang có nhu cầu mua biệt thự ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, phường Bửu Long thì quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ tư vấn đấy, kết hợp với quý vị với lại chủ nhà để chúng ta gặp nhau đấy, xem nhà cũng như là thương lượng bàn bạc về giá cả quý vị nhá. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán biệt thự trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đấy, đặc biệt là Phú Mỹ Hưng quận 7, Khang Điền quận 2 đó, quận 9. Quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn đi xem nhà, gặp chính chủ nhà và thương thảo giá cả. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà chính chủ không qua trung gian quý vị nhá. Quý vị cứ tin tưởng lời Tuấn Nguyễn nói và quý vị hãy gặp chính chủ nhà kiểm chứng lời Tuấn Nguyễn nói có đúng hay không. Tuấn Nguyễn không bao giờ mà liên quan can thiệp đến vấn đề tài chính, quý vị cứ yên tâm. Đấy, giá cả chủ nhà đưa ra bao nhiêu thì Tuấn Nguyễn lên video báo cho quý vị bấy nhiêu. Năm sắp hết, Tết sắp đến rồi. Nhân đây video này, Tuấn Nguyễn xin chúc đại gia đình khán giả của Tuấn Nguyễn trên mọi miền Tổ quốc cũng như kiều bào nước ngoài có một sức khỏe dồi dào, đón xuân vui vẻ, an khang thịnh vượng. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại và quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn.